Chào các bạn, mình đang ở showroom của Mi Việt Nam. Hôm nay mình đến đây để tham gia cái lễ ký kết giữa Mi Việt Nam và bên Roborock. Nhưng mà quan trọng hơn hết thì mình còn muốn đến đây để trên tay cũng như là mình trải nghiệm qua con Q-Revo Curve, con robot hút bụi và lau nhà. Mình rất là mong chờ và có lẽ là mình sẽ nâng cấp cho căn nhà mình con robot Curve này, bởi vì nó có rất là nhiều những cái tính năng mới và quan trọng hơn hết đó là một thiết kế nhìn rất là hay và dễ thương. Ok, đây là bên trong showroom của Mi Việt Nam. Thì đây là cửa hàng bán rất là nhiều những cái đồ điện tử cũng như là đồ gia dụng từ các thương hiệu, từ Xiaomi, Realme, Roborock, rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy là có một loạt trưng bày những cái robot của Realme. Con này là con X30 Ultra này, là một con rất là cao cấp của Realme. Hay như đây là một con robot có thể coi như là phổ thông nhất của Roborock, con Q5 Pro. Các bạn thấy là nó không có một cái dock gì cả, nó chỉ có một cái bộ phận sạc ở đây mà thôi. Tuy nhiên thì ở bên dưới này các bạn sẽ thấy là nó có một cái rẻ lau dung ở đây này. Đó, nhìn rất là hay cũng như là chổi kép luôn. Mà giá của nó đó chỉ khoảng độ 5 triệu 6 thôi. Rất là hấp dẫn. Bên cạnh mình đây đang là con Q-Revo Curve. Nó là một con robot mới bán ra tại Việt Nam này. Thì các bạn thấy là ngay từ cái ngoại hình của nó thì đã thấy nó rất là khác biệt so với những con robot bình thường rồi, đúng không? Thông thường chúng ta sẽ có một con robot với cái phần dock sạc ở đây, nó có thể là hình vuông hay là một cái hình gì đấy, nhưng mà nó không được dễ thương như là con Curve này. Như vậy thì chúng ta sẽ có một con robot nó không chỉ là nhỏ gọn và thấp đâu, mà bây giờ các bạn thấy là cái thiết kế tổng thể của nó như là mình nghĩ nó giống như một cái nấm vậy, nhìn nó rất là dễ thương. Và nếu như chúng ta có thể mua thêm những cái đề can để dán lên đây để trang trí cho nó sẽ là một cái vật phẩm gì đấy rất là đẹp ở trong ngôi nhà, chứ nó không chỉ đơn thuần là con robot hút bụi và lau nhà nữa. Bên trên này chúng ta có hai cái bình chứa nước sạch và bình chứa nước thải này, nó khá là lớn á, mình nghĩ đâu đó cũng khoảng độ 4 lít. Thông thường chúng ta sẽ thấy là những con robot nó sẽ có một cái khay để chúng ta tháo ra, chúng ta thao tác với lại cái túi chứa rác. Nhưng mà cái khu vực túi chứa rác của con Curve này nó nằm bên trên. Đó, bởi vì cái thiết kế này chúng ta sẽ không thể lấy nó ra từ phía trước được. Mà cái túi chứa rác bây giờ nó nằm phía này. Tức là nó cùng với lại bình chứa nước sạch và bình chứa nước thải, chúng ta sẽ thao tác với cùng một vị trí. Đó, thì các bạn thấy là một con robot rất là thú vị cũng như là mới lạ, đúng không? Trên này là cái phần đèn trạng thái này. Cái đèn trạng thái này cũng được thiết kế một cách khá là tinh tế, nó giấu đi như thế này. Đây là bản thân của con Q-Revo Curve, mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. Thì nó cũng tương tự như là những con robot khác mà thôi. Chúng ta sẽ có một cái cảm biến LiDAR ở bên trên. Cũng như đây là một cái hệ thống camera khá là phức tạp của nó này. Đó, tên của nó là Reactive AI. Nó không chỉ là camera đâu, nó sẽ có hai cái cũng như là những cái cảm biến ở đây để nó nhận diện vật cản cũng như là nó đánh giá cái mức độ vệ sinh của cái sàn, và nó giúp cho con robot có thể leo lên những cái chướng ngại vật rất là cao. Cái nắp của con Q-Revo Curve này nó cũng sẽ mở lên như thế này và nó được hít 5 châm này. Tức là nó giống như những cái con robot của Ecovacs trước đây mà mình từng trải nghiệm. Thì cái việc thao tác của nó rất là dễ dàng thôi. Nó tháo ra và đậy nó lại như thế này. Khi mà lật ngửa lên thì các bạn sẽ thấy ngay được cái sự khác biệt của con Q-Revo Curve này so với lại những con Q-Revo trước đây. Nó không chỉ là có hai cái rẻ lau xoay. Đây, hai cái rẻ lau xoay mình sẽ lắp vào đây. Cái rẻ lau xoay này nó cũng có thể vươn ra để nó đi nó lau ở những khu vực góc hay là chân tường này. Và các bạn thấy là đây là cái chổi gom của con Q-Revo Curve. Thì cái chổi gom này nó cũng có là một cánh tay có thể vươn ra nha. Đó, khi mà nó đi nó hút bụi ở cái khu vực mà góc vuông của chân tường á, cái chổi gom này nó sẽ kéo ra để nó gom rác lại vào bên trong cho cái chổi chính nên hút lên. Con robot này nó có cái lực hút của nó đâu đó là 18.000 Pascal thì phải, mình không nhớ rõ, nhưng mà nó sẽ ở khoảng đấy, tức là một cái lực hút rất là mạnh. Đây là cái chổi chính của con Q-Revo Curve này, các bạn thấy là nó là dual device. Thì thông thường á, cái chổi chính này chúng ta sẽ gặp là nó là một cái chổi đơn thôi, nhưng mà với con Q-Revo Curve thì nó là hai cái thành phần độc lập với nhau. Đó, các bạn thấy một phần màu đen, một phần màu đỏ. Thì cái thiết kế này nó đảm bảo cho con Q-Revo Curve khi mà nó đi nó hút bụi nó sẽ không bị tóc nó vướng vào đây, bởi vì đây là cái chổi độc lập mà nó sẽ có một cái khoảng hở ở phía giữa như thế này, khoảng hở rất là nhỏ thôi. Thì khi đó cái tóc nó sẽ được tránh tối đa cái hiện tượng bị rối tóc khi mà nó đi nó hút bụi. Tuy nhiên thì đây là thiết kế mới nha, thì mình sẽ cần phải sử dụng nó để đánh giá về cái mức độ hiệu quả làm sạch. Còn mình nghĩ là cái khả năng chống rối của nó sẽ được tối đa. Rồi, đó là con Q-Revo Curve, một cái robot hút bụi khá là dễ thương. Còn bên cạnh đây thì mình cũng thấy là Mi Việt Nam đang trưng bày một cái sản phẩm mới, mình nghĩ là sắp tới sẽ bán ra chính hãng tại Việt Nam. Thì tên của con robot này đó là Roborock Saros 10R. Đây là một con robot mà lần đầu tiên mình thấy nó đẹp như vậy. Tức là chúng ta thấy là không chỉ là cái phần dock này, nó là một cái bề mặt gương ở phía trước như này, nó có thể soi gương được luôn. Và nó là một cái thiết kế rất là sang trọng cũng như là tinh tế. Nó cũng sẽ giống như những cái dock sạc của con robot khác thôi. Khi mà mở ra như này thì chúng ta sẽ có cái túi chứa rác ở đây. Nhưng mà cái mình muốn nói đến đó là cái bề mặt nó được thiết kế rất là đẹp với phủ gương ở đây. Hay là phía bên trên này thì nó cũng sẽ có hai cái bình chứa nước sạch cũng như là bình chứa nước bẩn của nó khi nó đi nó lau nhà và nó giặt giẻ lau. Cả hai con robot này nó không chỉ có lực hút rất là mạnh đâu, 18.500 và 19.000 Pascal, mà nó còn có khả năng nó giặt cái rẻ bằng nước nóng 75 và 80 độ.
với con Kirovo Curve này là 75 độ, còn con Saros này là 80 độ, tức là một cái mức độ nước nóng rất là cao. Trước đây thì mình chỉ thấy là những con robot nó sẽ giặt giải lau ở đâu đó khoảng độ 60 hay là 65 độ, nhưng mà với một cái nước nóng hơn như vậy thì nó sẽ đảm bảo cho là cái việc mà nó giặt giải lau, đặc biệt là khi nó đi nó lau khu vực bếp về chẳng hạn, sẽ có rất là nhiều dầu mỡ hay là bẩn, thì cái nước nóng nó sẽ giúp giặt giải lau sạch hơn. Có một cái thay đổi rất là quan trọng với con Saros này mình cũng rất là mong chờ này. Đây, để mình lấy cho các bạn xem. Các bạn thấy là nó có sự khác biệt gì không? Có thể các bạn sẽ không nhận ra, nhưng mà con robot này nó không có cái cảm biến LiDAR bên trên, và cái độ mỏng của nó chỉ là 79,8mm mà thôi. Với việc mà nó không có cái cảm biến LiDAR ở trên này thì nó sẽ giúp cho con robot này nó có thể thao tác, nó có thể hoạt động ở những cái khu vực mà nó thấp hơn. Dĩ nhiên là con robot này nó cũng sẽ giống như con Kirovo Curve thôi, tức là nó sẽ có cái rẻ lau xoay cũng như là cái hệ thống chủ chính được tách ra như thế này để giúp cho cái việc chống rối nó hiệu quả hơn. Về giá bán thì mình thấy là Mi Việt Nam đang đề cho con Kirovo Curve này là 25 triệu và con Saros này là 30 triệu. Tức là hai con robot cũng thuộc phân khúc cao cấp đấy, khá là hay và nhiều tính năng. Ok, mình sẽ có một cái bài đánh giá chi tiết về con Kirovo Curve này. Các bạn hãy chờ cái video mình nói chi tiết hơn về nó nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.